gì vậy cô ba? Đâu có chứ, tủ lạnh đó mà. Làm gì vậy? Trời ơi, ăn kem hả? Sao lấy được kem ăn hay vậy? Cậu ba cho cái gì kìa, cậu ba mới đi lấy hàng về, cậu ba cho cái gì kìa. Ngồi xuống, ngồi xuống kìa. Ôi, ăn kem đã ta. Mua gì cho muội vậy cậu ba? Wow, đẹp nha. Bộ đồ hay gì vậy? Anh hai hỏi gì nữa kìa, cậu ba anh hai hỏi có, anh hai có không? Anh hai không có hả? Gì đẹp vậy? Nhỏ, hết tròn. Hết tròn. Thung, giải thung hả? Ờ, thung, thung cô tông nè, đẹp chứ bộ. Không có tông đẹp quá trời luôn. Con hồng hẹt. Mùi biết con gì không? Hồng hẹt. À hồng hẹt. Lại 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 mặc thử, lại mặc thử. Thử coi, họ còn ăn kem nữa. Kệ kệ, mặc vô đi. Kệ, đây mẹ cầm vô. Cầm vô đi. Cầm vô. Không phải có cái nút gài hay gì mà cậu ba mở nút ra thấy có cái nút hay gì mà. Thôi cậu ba không biết gì hết ra. Tranh thủ bụi, tranh thủ đó. Tranh thủ ăn kem ê bự mà. Bự không đồ luôn á. Trồng cái nón cái đó là cái nón phải không? Rồi gài nút lại, nút lại xoay một vòng ơ à, dài vừa mũi luôn á, đẹp quá chừng luôn. Rồi làm hồng hạt bơi bơi bay bay luôn đi bay. Chim bay. Má ơi, em làm cái gì mũi? Em biến thành con chim hồng hạt rồi. Đã, đẹp quá à. Đã khoe ngoại, cô ba mua cho ngoại mũi cáo hát đẹp quá ngoại ơi. Lẻ lắm. Ngoại ở đâu? Như ngoài sân á, như ngoài sân á. Đi, mang dép vô, mang dép vô, mang dép vô. Mang dép vô, khoái quá, đi khoe luôn. Tranh thủ ăn kem nữa, đi lẹ. Thèm kem quá, thèm kem quá. Mang dép vô. Được không, mang dép được không? Đi, ra đây, ủa? Ê, cái chân cẩn thận. Cẩn thận chứ. Chạy ra ngoài đi. Đẹp quá trời, vừa với muội vừa y luôn á, giống như mai y cho muội luôn á. Ngoại mất tiêu rồi. Đi đi kiếm ngoại. Ngoại quét ở ngoài. Nhà ngoại ơi. Đẹp chưa ngoại? Đâu rồi? Đẹp không? Áo chống nắng cánh dơi, quay qua cho ngoại coi. Ôi một vòng đẹp thôi. Đi vô nè tanh thật. Ôi chảy chảy kem bị chảy rồi. Đi vô nghiêng vậy nè. Có ngoại có cái nào không? Ngoại làm gì có cửa. Anh hai còn không có. Anh hai thấy mũi có áo khoác, anh hai ngồi dậy hỏi ồ ồ anh hai có không? Cậu ba nó không có, anh hai bụi, anh hai nằm nữa rồi. Anh hai giận luôn rồi kìa. Ôi đi vô thoải mái hơn, mặc cái áo khoác này tròn vô thôi thoải mái hơn. Anh hai giận. Anh hai giận rồi kìa. Anh hai không mua cho anh hai, anh hai giận rồi kìa. Giận rồi mặt quạo rồi. Giận giận đi con. Giận ở tròn anh hai đâu? Ở tròn anh hai đâu? Không có. Không có. Giận rồi. Không có xe lớn, bữa nào có xe lớn à cậu ba mua cho Mão nha. Chịu không? Ve đi. Ừ, nào có xe lớn cậu ba nhớ nha. Có xe lớn đặt cho anh hai một cái nha. Hai đứa thật cho ngoại nữa. Là bye bye nha.